cả đoàn xe đến viếng chú Cố Linh luôn mọi người ơi, đi nguyên cái xe 50 chỗ luôn. Đó, hôm nay rất là đông người hâm mộ đến viếng mọi người. Thật sự mà nói hôm nay là vỡ trận luôn rồi, cô chú anh chị rồi đi rất là đông luôn. Mấy cô tự đâu đi nguyên đoàn hả cô? Quận 12. Đi nguyên đoàn luôn mọi người ơi. Xe 50 chỗ luôn à. Vậy là hôm nay là quá vui rồi. Sáng giờ biết bao nhiêu đoàn rồi. Ở phía trong nè mọi người đó, rất là đông ha. Đi với thầy ha. Đi với thầy chứ, thầy dẫn mà. Dạ. Thầy dẫn đến đây để xe 50 chỗ luôn, đi với thầy luôn mọi người ơi. Đó. Quá quý rồi. À, lên coi thử coi xe đông không à. Hãy lo anh tài xế. Ôi ơi đó mọi người thấy không? Cô chú anh chị quá đông rồi. Con chào thầy. Có 50 người chứ nhiêu. Con chào thầy. Thầy ơi cho con hỏi là hôm nay đoàn Phật tử mình đến viếng mộ của chú Vũ Linh, thì cảm giác của mọi người cũng như là thầy có cảm nghĩ như thế nào thầy? Thì thầy nghĩ cuộc sống thì dù là nghệ sĩ hay là bất cứ các ngành nghề nào cũng vậy, cống hiến cho cuộc đời xong thì cũng phải trở về cát bụi thôi. Nhưng mà đối với bà con ở đây thì quý mến cũng như là hâm mộ nghệ sĩ, thì nay cũng có dịp đến nghĩa trang Hoa Viên này thì cũng ghé lại đây để mà viếng nghệ sĩ Hoài Linh, Vũ Linh cũng như các nghệ sĩ nằm ở đây. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Chúc đoàn mình đi mạnh giỏi, dồi dào sức khỏe. Dạ, dạ 65 tuổi chú. 65. Dạ 65. Dạ, vậy thôi giờ xuống rồi cho mấy tài chạy. Vũ Linh, Vũ Linh. Hân Trần Vlog. Hân hả? Hân, hân á, Hân Trần Vlog. Rồi, tới luôn á tài ơi. Rồi, cái đoàn về. Tiếp tục rồi, có một đoàn vô nữa mọi người ơi. Rồi, nay vỡ trận rồi. Bye bye cô chú, anh chị. Đoàn này vui quá, à có thầy cũng vui nữa mọi người ơi. Tình mình nói là quá vui rồi, cảm động luôn rồi, tình cảm của mọi người đối với lại chú Vũ Linh. Ở trong thì bây giờ đang khắc phục cái vấn đề là hồi tối hôm qua mưa gió là bông ngã đổ với lại cái rạp á, gãy á mọi người, đang làm cái vấn đề đó. Thì tiếp theo đây là cũng xe du lịch vô nữa. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay chủ nhật khách viếng rất là đông luôn. À, cô chú anh chị tới nữa nè. Tới 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 tới. Xuống xe rồi hả? Ủa mới chạy. À cái xe này lại là rước. À xe này lại là rước. Cần để ý ở phía ngoài cô chú anh chị biển số ở từ Sài Gòn tới cũng rất là đông luôn. Đó khách viếng vô mọi người, đó viếng tình cảm là bao la dạt dào thương chú ghê. Đó bây giờ sau khi viếng chú Vũ Linh xong rồi mấy anh chị rồi cũng có khả năng nghỉ ngơi mệt đây nè. Chạy chưa?
À, dạ ăn cái cây chị. Mấy chị xuống hồi nào hả? Lúc 8 giờ hả? 8 giờ ngồi đây giờ cũng 9 mấy 10 giờ vậy à. Ăn trái cây. Xoài. Xoài hả? Ngon ha. Ủa chai này chai gì vậy chị? Chai nước uống. Nước là vàng... gì? Dưỡng nhan. Dưỡng nhan hả? Hôm nay đi mấy chị đi mấy người? Ở chỗ này nè. Nhà đây. 8 người ha. 3 người. 3 người. Sao lên này thấy cảm nghĩ như thế nào? Hôm qua mưa gió bão bùng rồi bây giờ là ngay chỗ cái rạp dựng mộ của chú bị gãy rồi, thấy sao? Nhìn ấm cúng hả? Gãy cô dựng? Không, không ấm cúng được. Không được, không được ấm cúng. Gãy giờ biết sao giờ? Lý ra ban quản lý, ban quản lý nó phải làm lại. Thì mới gãy rồi tối tối mà. Sáu người ở Bình Phước có nằm khu nào? Dạ nó nằm ở phía dưới đây. Chạy ra đây họ hỏi. Bây giờ nó em chỉ chị đường đi không không được đâu, chị chạy đi vòng vòng là chị hỏi không. Ở khu này là khu nghệ sĩ. Rồi cái khu mà mộ sáu Bình Phước là cái khu dưới kia. Hôm bữa em có quay rồi linh thiêng lắm chị ơi. Tội tối vô. Thẩm sát á 6 người đó. Rồi ngồi nghỉ mệt anh nghỉ ngơi đi. À, mời mời người trên cộng đồng mạng ăn miếng xoài với Hương Trần nha. Hôm nay về bắt kênh Hương Trần thôi. Dạ Hương Trần vlog đó. Dạ rồi. Kênh gì? Hương Trần vlog. Thà ớ rồi hơn á, à, có điện thoại em tưởng em có điện thoại. Sớm nay em về em coi em thả tim cho anh. Dạ. Sao đăng ký kênh cho anh? Mẹ dạ. Nghe nè, con đâu hả? Sao cảm ơn cái chị nha. Dạ, cảm ơn. Nghỉ mệt tí xíu rồi chạy xuống dưới kia. Xài chua không anh? Ngon mà. Xoài này mấy ông nghệ sĩ không sợ lắm. Khi mình lên hát mình ở dưới mình ăn xoài là mấy ông chạy nước miếng không, không ha. Chép ngồi mấy ông nước miếng không lẹ à. Rồi tiếp đây thì cũng cần đi đi ra đây có nhận thấy thêm một đoàn xe nữa. Mọi người em mới tới nữa, con Trần trả liền. Một đoàn xe nữa mọi người ạ. Nay bỏ trận rồi. Đấy, cô chú anh chị rồi xuống. Đó, rồi tan. Rồi ăn sẵn làm tan ở đây cái xuống luôn à. Biến luôn mọi người ạ. Nguyên một đồng xe tan nè, lại nè, có chị mặc áo tan lại cũng lại biến nè mọi người ạ. Ờ, nhỏ. Nguyên đoàn vô rồi, chỉ còn có chị này ở ngoài chỉ mệt rồi, chỉ rửa mặt đó. Ở phía trong là đông lắm mọi người ơi. Vui gì vui, hổm dài anh buồn rồi chết luôn. Hỏi sao mà tự nhiên hôm qua mưa gió bão bùng quá, gãy cái gạp của cậu Năm kìa. Gãy thì gặp trong trọng á. Chưa đâu, mày vô mà đăng đi. Đó, ở phía trong là cập nhật cho mọi người xem là tình hình là ở ngoài đây hôm nay người đông hâm mộ nó đến viếng rất là đông ha. Đó, đã quỳ lại phía trong rồi mọi người. Ở cái này gãy gạp này cũng chưa có khắc phục mọi người ơi. Phải có khắc phục lại chống đẩy mà hiện tại giờ thấy bên hoa viên chưa có khắc phục. Rồi gãy nặng lắm. Đó, cô chú anh chị đoàn tang vô viếng hôm nay viếng rất là đông nha. Bông hoa đầu để bên đây. À, cái những cái bông hoa đồ ướt đồ để bên đây coi khô khắc phục lại được không thì sẽ lấy sửa lại là chân mộ bây giờ từ đây nó gãy lên đây mà đó gãy đây toàn cảnh quang cảnh cho mọi người xem không biết là chừng nào mới sửa là gãy luôn rồi nè hả bánh đâu quá trời hả. À, bánh bánh à, cứ ăn đó mấy chị ừ.
Trời ơi, xe nữa kìa. Trời ơi, xe 3-40 chỗ vô nữa mọi người ơi. Nay em vỡ trận rồi. Khách viếng hơi bị đông luôn rồi. Xe vô nữa. Mô Phật, Nam Mô Phật. Rồi xe vô xuống quá trời luôn. Nay vỡ trận chắc rồi này. À, để qua thử rồi coi ở bên đây nhiều cô chú anh chị chia sẻ lắm. Ở trong trọng nhạc ồn quá, nói chuyện mà mọi người không nghe rõ. Ra ngoài cập nhật thông tin cho mọi người xem. Đó, xe đoàn tay cũng sắp ra lắc đác rồi mọi người. Là mới xem đúng không? Đúng rồi. Dạ. Quá là xúc động mọi người. Thì hồi xưa là cô mong sao mà mấy con quen sao mà cho Trịnh Ngọc Quyền nó thấy cô. Dạ. Cô thần tượng lắm mà dám điện hỏi thăm như là ở trên cái gì nè, ca cổ để đời đó. Dạ. Rồi cái cô xin cái số điện thoại của Trịnh Ngọc Quyền nó nói chuyện được một lần. Dạ. Chứ có không điện luôn. Có điện luôn mà không có gặp bên ngoài nói chuyện được lần. Dạ. Nên cô thương con quá trời. Mà không biết sao mà gặp được. Dạ. Như mình muốn gặp mà cũng sợ người ta nói là mình thấy sang bắt hoàng làm họ nên dạ. Mình cũng gối ngại. Gom theo bạn gối gom đi. Dạ. Nhưng mà thần tượng trong lòng là không có phai được. Dạ. Thì cô có thể chia sẻ cho con mà khi mà cô điện để gặp chị như vậy đó thì chị có chia sẻ những gì hay là những cái câu chuyện gì để gửi đến cô hay không? Có thì Trịnh Ngọc Quyền nói là cô ơi con bây giờ đang mùa dịch, tại vì cô điện nghe mùa dịch. Dạ. Đang mùa dịch thì con không có thể hát nhiều cho cô nghe được, để qua dịch đi rồi con hát nguyên một băng gì á cho cô xem. Dạ. Tại vì nhà cô xem mà ở trên TV dữ lắm. Dạ. Ừ, tại vì cô bắt mạng đó. Dạ. Rồi bắt ngay Trịnh Ngọc Quyền mới coi nghe. Dạ. Nghĩa đó. Rồi coi tối đồng. Ngày. Ừ. Dạ. Mê cậu Năm Vũ Linh rồi. Rồi, chị anh Trọng Hữu, chị Lê Thủy. À. Thế hệ sau này là Trịnh Ngọc Quyền. À. Mở TV lên không có những thần tượng không có mấy người là có thần tượng mới xem. Dạ, rất là xúc động mọi người. Dạ. Những lời chia sẻ của cô rất là dễ thương ha. Quá xúc động. Cô giái cho cô mạnh giỏi đi rồi mà ăn ra khá giả đi rồi. Mơ ước có ngày mà gặp được mấy người đó hết là cô. Dạ. Nằm xuống cô cũng mãn nguyện. Dạ. Thì cậu Năm cũng như là nghe được những cái lời chia sẻ của cô á, thì chắc cậu Năm cũng rất là vui. Ừ. Và sẽ độ cho cô sẽ được nhiều sức khỏe nè để đi gặp những cái thần tượng của mình, để biết được là thần tượng của mình ở ngoài đời như thế nào, bằng da bằng thịt. Chứ không là ở trong TV ha. Ừ. Cái gì bây giờ tại lỡ kiếp này rồi mà nếu có kiếp sau á. Dạ. Cô cũng giái cái dòng hồn anh á, phù hộ rồi Phật trời phù hộ làm sao mà cho em được làm em gái của anh, hai anh em mình đi hát nha. Dạ, quá là xúc động. Nếu mà có kiếp sau. Dạ. Quá mê luôn. Dạ. Cô có một cái ước nguyện là nếu mà sau này có kiếp sau thì được làm em gái của cậu Năm Vũ Linh để hai anh em được song ca trên một cái sân khấu lớn nhất để cho tất cả người hâm mộ xem. Rồi. Đó là cái ước nguyện của cô rất là nhiều mọi người. Rồi. Cô làm họ Trần Tử Thình. Dạ. Trần Thị Ca ở quê Bạc Liêu. Dạ, cô là họ Trần quê ở Bạc Liêu. Rồi cô tên cô là Trần Thị Ca. Trần Thị Ca. Là cô Ca ha. Để cô Ca đi. Nếu không mình tới lên đây. Dạ. Ở rất là xa mọi người. Thì thần tượng cậu Năm cũng rất là lâu. Và những nghệ sĩ hồi trước cũng rất là lâu nhưng mà chưa có lần nào gặp được ngoài đời mọi người. Đó, thì hôm nay cô lên đây làm và có duyên đến đây để viếng cậu Năm cũng như là người cô hâm mộ từ trước đến nay. Mở tivi lên mà không có cậu Năm là không xem nha mọi người ha. Đó, thì cũng không biết nói gì hơn. Anh em của con thay mặt gia đình của cậu Năm xin chúc cho cô Ca được nhiều sức khỏe nè. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ gặp được những cái thần tượng của mình để cô được mãn nguyện ha. Rồi cô cảm ơn mấy con rất nhiều. Dạ. Cô có biết cây cả lơ không cô? Đâu có biết đâu, mà biết hát ca cổ rồi nhét nhem vậy mà. Dạ. Mê cỡ đó đó. Dạ. Thì cô làm đoạn ca cổ tặng cho chú rồi cô. Thôi ngại lắm, cô đâu có biết hát đâu. Dạ. Ý là cô thần tượng nhưng mà
hát thì chỉ trên TV rồi được đúng không? Nhưng mà ở ngoài thì hát không được. Nói chung là cô cũng rất là thần tượng cậu Năm và những bài hát đó, nhưng mà ở ngoài thì hát không được ha mọi người. Chỉ vô trong TV và hát nhẩm nhẩm để nghĩ và nhớ đến người thần tượng của mình thôi. Thì hôm nay cô đến đây viếng được cậu Năm thì trong lòng cũng rất là vui vẻ ha cô ha. Vui phấn khởi mà tôi nói sáng háo hức đi lo làm cơm đồ ăn đặng đi viếng anh Vũ Linh. Dạ.